Star Lộc xin chào anh em. Và sau đây mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em một cái mũi khoan tường dòng Nemesis. Nemesis là dòng mũi khoan 4 cạnh cao cấp của hãng Makita. Cái dòng này nó sẽ giống như cái dòng của hãng Heller, nhưng Heller là cấu tạo hình chữ X, còn Makita là cũng là một cái chữ X, mà chữ X của Makita nó hơi gọi là bự hơn cái chữ X kia, còn chữ X kia nó ốm. Thì cái mũi này là cái mũi khoan chuyên dụng để khoan bê tông. Đặc điểm mũi khoan này là anh em hãy khoan xuyên tâm, tức nghĩa là khi anh em đụng tường mà có bê tông, có đá, có sắt thép là nó khoan qua luôn. Nó hay là vậy đó, nó hay là nó khoan đụng sắt thép nó khoan luôn, nó không bị dừng lại. Thì cái mũi mình đang cầm trên tay là cái mũi 6.5 ly. Tại sao là mũi 6.5 ly? Thì cái mũi này anh em dùng để anh em bắt mấy con tắc kè nở á. Giá bán của nó là bao nhiêu tiền? 154.000 cho một cái mũi khoan như thế này. Chiều dài là 160mm, còn chiều dài làm việc là 100mm, tức là anh em khoan được từ 10 đó. Cái mũi này rất là bền, xài rất là ngon. So với Heller hay là so với một số hãng khác thì nó cũng nằm hàng top. Hàng top nha anh em. Ok, và nếu anh em muốn mua sản phẩm này thì anh em có thể lên website storelabop.vn, gõ cái mã là B-117-10. Hoặc anh em đến trực tiếp Store là 1, siêu thị dụng cụ cầm tay số 1 Việt Nam, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.